Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cặp sứ thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Và con xin được chia sẻ thêm là bên tụi con có cung cấp thêm phân dơi ha. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng á, giúp cây của mình có bộ rễ khỏe nè. Và ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp ha. Con bán một túi như vậy là giá 20 ngàn ạ. Cách sử dụng của nó là về mình có thể ngâm nước để mình tưới, hoặc là mình để phân khô về mình bón chung quanh cái gốc cây của mình á. Thì mình tưới lên từ từ cây mình sẽ hấp thu chất dinh dưỡng ha. Dạ con quay trở lại con bán cây sứ á. Con xếp cặp bán ha, đây là cặp số 1. Cặp này hai củ quái ha. Cái này là mình có thể mình để bàn lại để mình trưng được nè ha. Quái củ dạng mini. Cây này là Reddy, hoa dạng cánh kép, hoa màu vàng, giống này có hương thơm nhẹ ha. Cây này được 4 bo nè. Hay củ của nó hình như nè ha. Đang cho nụ bứt nè. Rồi qua đây là cây này giống mới. Cây này con quên tên rồi. Cây này hoa của nó màu hồng ha. Hoa này dạng cánh kép. Cây này được 3 bo. Cũng đang cho búp nữa nè ha. Cặp này hình này. Cặp này là số 1, giá 330 ngàn. Qua đây cặp số 2. Số 2 có một cây vô thùng 10, một cây vô thùng 9 ha. Cây này thùng 10. Cây này là Thái Dương, hoa dạng cánh kép. Cây này nó được 5 bo. Cái củ nó khoảng 2 gân rưỡi tay con ha. Và qua đây là cây này là cây T1, hoa dạng cánh kép, hoa màu đỏ ha. Cây T1 này thì nó được 7 bo. Có bộ tàn xòe rộng luôn. Cặp này là một cây thùng 9, một cây thùng 10 ha. Cặp này là giá 280 ngàn. Qua đây là cặp số 3. Có cây Lạc Long Quân với cây Hiệp Thành. Cây này Hiệp Thành, hoa dạng cánh kép ha. Cây Hiệp Thành này thì nó được 7 bo. Này củ nó ha. Cái củ này nó nằm tầm có khoảng hộp sữa 900 gram ha. Hồi qua đây là cây Lạc Long Quân. Lạc Long Quân hoa dạng cánh kép, hoa hồng, cánh hoa nhỏ. Cây này 5 bo. Củ này khoảng 2 gan tay ha. Cặp này số 3, giá 260 ngàn. Qua đây cặp số 4. Số 4 có cây D5 với cây Kim Lân. Cây này Kim Lân, hoa dạng cánh kép, hoa màu đỏ. Cây Kim Lân này 5 bo ha. Củ nó là khoảng 2 gan tay ha. Rồi qua đây là cây D5. D5 hoa dạng cánh kép, hoa hồng. Cái hoa này thì cánh hoa hơi nhọn ha. Cây này 6 bo. Cây đang cho nụ. Cây này vô thùng 10 ha. Cặp này số 4, giá 240 ngàn. Đây cặp số 5. Có cây Ngọc Khuê với cây Long Thành. Cây này Ngọc Khuê, hoa màu vàng ha. Cây này được 7 bo. Củ nó khoảng 2 gan tay ha. Giờ qua đây cây Long Thành, hoa 3 lớp. Cây Long Thành này được 8 bo. Cặp này số 5, giá 260 ngàn. Qua đây cặp số 6. Số 6 là có cây Reddy với cây Remy. Cây này Remy, hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng. Cây Remy được 4 bo ha. Cây này cái củ nó thì bằng cái lon sữa 900 gram ha. Rồi qua đây cây Reddy. Reddy hoa dạng cánh kép, hoa màu vàng, giống này có hương thơm nhẹ ha. Cây này được 5 bo. Cặp này là số 6, giá 240 ngàn. Và đây cặp số 7. Có cây Minh Hoàng với cây đỏ 3 lớp. Cây này đỏ 3 lớp ha. Nó được
6 bò. Cái củ nó khoảng 1,5 gang tay mình vòng lại ha. Và qua đây là cây minh hoàng. Minh hoàng hoa vàng cánh kép, hoa màu vàng. Cây minh hoàng này 7 bo luôn à. Củ cây minh hoàng này cũng khoảng 1,5 gang tay mình ha. Cặp này là số 7, giá 220 ngàn. Qua đây cặp số 8, có cây Vân Huế Nam với cây Tấn Hỷ. Cặp này thì củ của nó nằm dạng trung thôi ha, củ nó bé bé, nó khoảng bằng cái lon sữa 400g á. Cây này là Tấn Hỷ, hoa đỏ. Cây này nó được 6 bo. Rồi đây là Vân Huế Nam, hoa màu hồng, dạng cánh kép, hoa có sọc ạ. Cây này 5 bo. Cặp này số 8, giá 200 ngàn. Ở đây cặp số 9. Số 9 là có cây Hiệp Thành với lại cây D5. Cây này Hiệp Thành ha. 3 bo. Cái củ nó khoảng 2 gang tay mình ướm này ha. Qua đây là D5, hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng. Cây này được 6 bo. Cặp này là số 9, giá 160 ngàn. Qua đây cặp số 10. Số 10 là có cây rồng vàng với cây hồng cánh kép ạ. Cây này hồng cánh kép ha. Cây này nó được 6 bo. Cái củ nó là nằm tầm khoảng bằng lon sữa 400g. Qua đây là cây rồng vàng, hoa màu vàng. Cây rồng vàng này là được 6 bo luôn. Cặp này con vô chậu 8 ha. Cặp này số 10, giá 160 ngàn. Qua đây là cặp 11, có cây rồng đen với là cây Hiệp Thành ạ. Cây này Hiệp Thành ha, hoa dạng cánh kép. Cây này được 6 bo. Củ này hơi quái nè ha, hình giống như là con voi nó đang ngóc cái đầu lên ha, đưa vương cái vòi lên. Và qua đây là cây rồng đen, hoa ba lớp, hoa màu đỏ, cánh viền đen. Cây này 5 bo. Củ cây rồng đen này khoảng 1,5 gang tay mình được vòng lại ha. Cặp này số 11, giá 260 ngàn. Qua đây cặp số 12, có cây ngọc khuê với lại cây T1. Cây này ngọc khuê, hoa màu vàng và ngắn kép. Cây này được 4 bo ha. Củ nó khoảng 1,5 gang tay mình ha. Và qua đây cây T1, hoa đang nở nữa ha. Cây này được 5 bo. Cặp này số 12, giá 230 ngàn. Dạ, bên tụi con là ship hàng phân dơi với lại hoa sứ trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ cho tụi con. Mỗi like của cô chú và anh chị ủng hộ là một niềm động lực lớn ha, để tụi con tìm ra những mẫu hoa đẹp để tụi con đưa ra thị trường cung cấp ha. Và mình đừng quên bấm nút để đăng ký cô chú và anh chị để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Và con xin cảm ơn ạ.